giám đốc CDC Hà Nội bị bắt. Công an đã khởi tố ông Nguyễn Nhật Cảm là giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và 6 người với cáo buộc gian lận mua bán máy xét nghiệm COVID-19. Nhà chức trách cáo buộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC Hà Nội trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống COVID-19 đã xảy ra câu kết gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Real-time PCR tự động xét nghiệm COVID-19. Hành vi này được xác định gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Ngày 22 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại CDC Hà Nội, Công ty Cổ phần Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam và một số đơn vị. Thiếu tướng Dô An Sô, Chánh phòng Văn phòng Bộ Công an, xác định liên quan đến vụ án, Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã bị bắt khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh với ông Cảm, thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố bị can ra lệnh bắt áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 người bao gồm Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán của CDC Hà Nội, Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội, Đào Thế Vinh, giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam MST, Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Định giá và Đấu giá Tài sản Nhân Thành, Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Khoa học Vitest, Nguyễn Thành Tuyền, nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Y tế Phương Đông. Ông Cảm giữ chức giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội từ năm 2013. Năm 2018, vài tháng sau khi CDC Hà Nội được thành lập trên cơ sở sát nhập 6 đơn vị của Sở Y tế, ông được bổ nhiệm làm giám đốc. CDC Hà Nội có chức năng tham mưu và tổ chức phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho thành phố. Trong COVID-19, CDC Hà Nội phối hợp với quận, huyện của 65 đội phản ứng nhanh khoanh vùng, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ khi phát hiện ra ca nhiễm mới. Đây cũng là đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 toàn thành phố với 2.500 đến 3.000 mẫu mỗi ngày.